Mấy đứa con từ trên trời rơi xuống đã đảo lộn cuộc sống của tôi hết rồi. Bất ngờ chợt một ngày bắt làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, dù từng ngày phải lo xa. Ôi thôi nghĩ suy sợ mệt quá. Hãy ở bên cha dù thời gian qua, chưa hay trách con, chưa hay mắc lạc. Để rồi khi ta chung một nhà, yêu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quen ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười hà. Hãy ở bên cha đừng vội rời xa, cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi chở che, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Ê, mấy bà hay tin gì chưa? Không vậy bà. Cái con Kiều đó mà là Kiều Sủ nha. Nó mới nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Sao vậy? Sao vậy? Tại vì nó phát hiện ông Tùng đó, con rối đâu quá trời, tìm đến công ty ở bên sùm, nó quản quá, bấm nút biến luôn. Trời ơi, tôi còn thất vọng huống chi là con Kiều Sủ ăn ở với người ta rồi quất ngựa chi phong. Mấy đứa nhỏ mới tìm đến đây nè. Rõ ràng. Đúng chắc rồi đó. Con cái mà tìm tận đến đây á, chắc không phải vàng vừa đâu. Người đàn bội bạc đã tới, Ha, xin chào tất cả mọi người. Ê, cha, hôm nay sao? Ủa, hôm nay không có uống gì hết hả? Xuyến, em order nước cho tất cả mọi người, sẵn kêu giùm anh ly cà phê sữa luôn nha. Hả? Anh á, kêu cà phê sữa đá, cái thứ anh hay uống á. Anh muốn uống cà phê hả? Ừ. Kêu con rơi con rớt của anh mua nha, tôi không có rảnh. Cái gì vậy Xuyến? Xuyến à! Trời đất ơi, tự nhiên sao hôm nay thái độ kỳ cục vậy? Cát Tường. Hey, em kêu nước cho mọi người uống đi, anh đãi. Ủa, anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ ai là ai mà kêu cà phê cho anh uống? Thôi, trời ơi, thì không có cà phê thì thôi, có gì đâu mà mặt mày căng thẳng vậy. Làm việc phải vui vẻ lên chứ. Hey, anh sẽ có một câu chuyện vui kể cho tất cả mọi người nghe nha. Câu chuyện của anh là vậy nè. Khoan, anh muốn kể thì về kể cho mấy đứa con gơi con gớt của anh đi. Ừ, đúng rồi đó. Kể cho mấy con gơi con gớt của anh mà nghe đi. Thôi đi. Ủa này cái gì vậy? Ủa sao tự nhiên mọi người đổi thái độ với tôi vậy? Ai biết ông ham hố chị? Bà đã con rơi. Phòng nhân sự vừa chuyển qua cho phòng mình đó. Diễn này gì vậy? Đang có quy định cho ông nghỉ việc rồi. Cho ai? Cho ông nghỉ việc rồi. Tôi nghỉ việc hả? Ủa mắc gì đuổi tôi? Đáng đời. Con rơi con rớt đụng đệ đó. Bây giờ cho khổ cái thân cho biết. Nên biết gì mà nói. Trời ơi, mấy đứa con từ trên trời rơi xuống nó đảo lộn cuộc sống của tôi hết rồi. Ây da, năm nay sao lỗ quá vậy ta? Kiểu này á, bù lỗ không xong đừng nói chi tới thưởng. Rầu quá. Cậu còn dám ló mặt vô đây gặp tôi hả? Tại sao hôm qua cậu trốn bà Hường? Cậu có biết bà Hường là khách hàng tiềm năng của chúng ta không? Nhưng mà tại sao sếp lại đối xử với em như vậy? Cái gì? Em đang hỏi sếp mà. Những ngày đầu em vào công ty 20 nhân viên à sếp. Em rất nhiệt huyết em làm. Em có công ty như là gia đình thứ hai của em vậy đó. Thấm thoát thời gian 5 năm trôi qua, tình cảm em dành cho công ty này cũng sẽ không biết hay sao. Trong 5 năm đó sếp em đem về biết bao nhiêu là hợp đồng cho sếp. Vậy đó mà tại sao sếp cho em nghỉ việc hả sếp? Lý do gì? Một người nhiệt huyết như em như vậy mà bây giờ mới bị nghỉ việc đâu sếp? Cậu sao vậy? Chuyện riêng của cậu làm cậu bị nổ não hả? Tôi cho cậu nghỉ việc hồi nào? Tờ đơn này là cái gì? Em tức giận lắm. Bao nhiêu tâm huyết em dồn vào công ty, bao nhiêu hợp đồng lớn không lên lương, em không nói một tiếng nào. Em gắng cố gắng từ cái mức lương thấp bây giờ em là mức lương cao bây giờ vậy đó. Cậu bị sao vậy? Đây là tôi cho cậu Tùng bên IT nghỉ việc, đây là Trần Thanh Tùng, còn cậu là gì? Chào Nguyễn Thanh Tùng. À lộn. Trời ơi thiệt rối quá sếp ơi. Bao nhiêu tình cảm dành cho công ty mà nó thấy vậy nó khổ quá. Thôi xin lỗi sếp. Em lộn sếp ơi. Thôi vậy em ra ngoài em làm việc tiếp qua sếp. Khoan. Cậu chưa xong đâu. Hôm qua cậu vì chuyện con cái mà lỡ hẹn với bà Hường.
chút xíu nữa bà Hường vô công ty á, bàn về cái chuyện 10 lô đất. Cậu nhớ làm ăn cho đàng hoàng nghe chưa? Đừng để mối tình cậu với công ty 5 năm trở nên kết thúc không có hậu đó. À, em biết rồi sếp. Chào sếp. Khoan đã. Gì nữa sếp? Đừng vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng tới công ty nha. Cái công ty này không phải là cái chợ. Dạ, cảm ơn sếp. Ê bà, tôi nói với bà nè, Thường thì con trai á, có sắc thì mới sợ khanh, còn thằng cha nội nè, đồ hấu mà cũng sợ khanh là sao bà? Thì chắc là dùng bùa dùng ngải gì cho nên mới dụ được người ta. Chắc vậy, tôi nghĩ vậy rồi đó. Anh mà có bùa có ngải là anh bỏ ngải em trước nha. Chắc ghê. Muốn anh bỏ ngải em luôn không? Công ty này mấy bà nữ bữa nay bị cái gì vậy trời? Anh Trung, ngồi em nói nghe này. Cái vụ giấy nghỉ việc, cho em xin lỗi nha. Tại em cũng sơn sát. Không sao đâu. Hôm nay mấy bà nữ trong công ty mình sao vậy ta? Thì cũng tại hai đứa con anh ở đây quậy nè, khiến cho mọi người hiểu lầm là anh quan hệ bất chính, đẻ con rơi con lớp tùm lum hết á. Rầu ghê luôn á trời. Nè, chỗ đàn ông với nhau. Thôi mà, nói chuyện bình thường thôi, đụng đụng chi vậy? Tôi biết, ai không tịch ổ cá gì đâu. Thì chỗ đàn ông với nhau thì đừng có đụng. Thì tôi nói á, nếu mà anh muốn cần giải quyết cái chuyện mà tâm sinh lý này nọ đó, thì nói với tôi cho anh mấy cái công tắc hả, bảo đảm bí mật. Thôi được rồi, tôi không cần đâu, cảm ơn nha. Thôi vậy tự lo đi. Đừng để mối tình cậu với công ty 5 năm trở nên kết thúc không có hậu đó. Hello Tùng. Tùng ngồi đi. Hôm nay không có dắt mấy đứa con theo hả? Nó không phải con em đâu chị. Chị à, nó không phải là con của Tùng đâu. Ủa vậy chứ nó từ đâu đến mà sao nó gọi Tùng bằng bà? Nó từ trên trời rơi xuống, nó làm khổ em không dài á. Thôi Hương hiểu mà, khó có thể nào chấp nhận lắm. Nếu mà muốn xác định huyết thống của mình á, nào là phải thử ADN đủ kiểu hết, cho nên từ từ rồi sẽ chấp nhận thôi. Không phải. Hương hiểu, Hương rất hiểu. Ý em không phải vậy đâu, chị hiểu sai rồi đó. Đừng có chị nữa. À, ý em phải về đâu? Hường hiểu sai rồi đó. Ý Tùng nói Hường hiểu sai Tùng phải không? Nhưng mà Hường thấy mấy đứa nít đó dễ thương á, nó đáng yêu lắm. Hường rất thích con nít. Chỉ cần đi ăn với nhau thôi thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Tùng ơi, Tùng muốn nói gì thì Tùng nói đi, cứ chớp mắt hoài. Hiểu Tùng quá à. Tùng biết có một nhà hàng kiểu Pháp rất là lãng mạn, chỉ dành cho hai người. Vậy thì mình đi đi. Đi với Tùng á là bất cứ ở đâu cũng được hết, Hường thích liền à. Thương quá à. Tùng ơi, Hường có một món quà tặng cho Tùng. Quà gì vậy? Một bộ tóc giả. Ôi, Tùng không thích tóc giả, Tùng thích để thiên nhiên vậy thôi. Ôi thôi, Tùng thích làm sao, Hường cũng thích á. Tùng. Hường à, có cái gì á, cứ tâm sự với Hường đi. Hường nghe hết á, nghe, chấp nhận mà. Xin lỗi Hường, nghe đau bụng quá. Người gì đâu á, cái nét đau bụng mà cũng đáng yêu nữa. Trời ơi, không đồng ý thì sếp giết, mà đồng ý thì tự mình giết mất. Trời, cái gì vậy trời, chán ghê luôn. Tùm lum hết vậy, chết tôi. Thôi về đây. Hết hồn à, Tùng ơi, xong chưa? Chưa. Sao lâu quá vậy?
Trời ơi, người ta bị táo bón mà. Ủa là sao, đau bụng mà? Tùng ơi, Tùng có sao không? À, tôi đau bụng lắm, nhưng mà thôi đừng có gõ cửa như vậy, là tôi giật mình làm sao mà tôi làm. Cái kiểu lâu này là không ổn rồi đó. À, không, tôi ổn mà. Hay là Hường đưa Tùng đi bệnh viện nha. Thôi, không cần đâu. Hường cứ đi về đi, khi nào tôi xong rồi tôi khỏe khỏe rồi tôi gọi cho Hường nha. Gì nữa vậy Hường? Tôi đợi lâu quá à. Thì đừng có đợi, đi về nhà đi. Xong rồi tôi gọi cho. Đi đâu đây? Em chào chị Hường. Em vào toilet. Toilet làm gì? Đi qua toilet nữ đi. Nhưng mà em đau bụng lắm rồi. Đi qua toilet nữ, canh không có nữ đi vô trong đó. Mà toilet này như là làm sao ạ? Toilet này bị hư rồi. Hư để em vào em sửa cho. Không, sửa làm chi? Để em vào em sửa. Tôi nói cậu qua bên toilet nữ, còn mà không qua bển là tôi nói với sếp Tài đó. Ui, vì cái nhà vệ sinh mà đuổi việc em á. Thôi, vậy em mất 5.000 nữa cũng được. Tôi đứng trong mày tới chiều qua ai mệt cho biết. Cái gì đâu mà đeo quá vậy, đeo không vậy? Không có cách này thì làm sao mà Tùng hết đau bụng được. Giờ tôi đau bụng mà cho tôi vô lại nghe. Không, Tùng đừng có tránh Hường nữa mà. Bây giờ Tùng chở Hường đi ăn tối nha. Chị thấy em giỏi không chị? Ừ. Nhớ tưởng cho em đi chị. Bà có tin là tôi đốt luôn cái bàn làm việc của bà. Thôi, đưa Hường đi ăn đi mà. Đi. Không, người ta sẽ trả. Đi. Đang tìm cái món gì ngon nhất đây? Tùng. Dạ. Sao nhìn Tùng có vẻ bồn chồn quá vậy? Không có, tại điện thoại bị hư. Cho nên có chuyện muốn gọi à? À không, em gọi bạn em chở em về thôi. Gọi bạn hả? Dạ. Mình chưa ăn mà về cái gì? Nếu mà có việc gì thì lấy điện thoại của Hường nè. Chị cho em mượn đi em. Đọc số đi Hường, bấm số rồi gọi nha. Số mấy? Xin lỗi. Tùng ngại thì thôi Tùng bấm đi. Thôi khỏi đi chị. Không mấy thì nhắn tin đi. Ngại gì, tốn nhiêu tiền đâu. Tùng cứ nhắn tin đi. Được rồi chị. Xong việc em đón xe khác về cũng được. Cho Hường mượn cái điện thoại chút được không? Còn nó hư thì sao vậy? Dạ. Nó bể rồi nè Tùng. Nó bể lâu rồi chị. Mà vẫn để xài luôn. Dạ. Chắc là Tùng là mẫu người chung thủy lắm nè. Mà sao nó hư vậy? Nó rớt toilet. Rớt xuống toilet luôn á? Rớt sâu xuống dưới, em phải mò xuống dưới em bóc lên á. Nó thú lắm. Đâu có sao đâu. Thường thấy nó đâu có sao. Chị à, em nghĩ mình đừng mất thời gian nói chuyện dần lên nữa. Mình vô thẳng vấn đề nha chị. Chị cũng hiểu hoàn cảnh gia đình của em rồi. Em có con nhỏ, rồi em phải làm báo cáo để báo sếp nữa. Hay là giờ mình ký hợp đồng luôn đi chị. Không
có tâm trạng nào để ký hết. Hôm nay Hùng cảm thấy không có vui, cho nên không có muốn ký kết làm ăn gì với nhau hết. Vậy ý chị là sao? Đi về thôi. Khoan đã. Chị ơi, chừng nào ba Tùng mới về? Chị cũng không biết nữa, hồi nãy chị gọi hoài mà không được. Nhưng mà em đói sắp chết rồi. Mà hồi giờ đâu có ai chết gì đó đâu em. Nhưng mà em sắp chết rồi. Giờ làm sao? Nhưng mà em muốn ăn. Quậy nữa. Em muốn ăn. Em có tin không? Em mà quậy nữa là chị đánh đòn bây giờ á. Cắt ra lại cho chị đi. Chị, hay là mình qua nhà chị Vy nấu cơm cho mình ăn đi. Thôi, không có được đâu. Mình không có được làm phiền người khác. Với lại bây giờ chị Vy bận lắm. Vậy bây giờ mình phải làm sao? À, chị có cách rồi. Hay là để chị nấu cho mình ăn nha. Có được không đó? Được chứ. Vô. Mời chị. Uống đi. À, thực sự ra đây là hợp đồng thì chị cứ xem qua. Chị cứ từ từ nghiên cứu, chị ký từ từ cũng được mà. Không, cũng không có gấp lắm. Xem qua làm chi nữa. Hợp đồng này là do Tùng Thảo mà. Ok hết, tin tưởng mà. Vậy cảm ơn chị. Viết em vẫn để đây nha chị. Thôi mình uống với nhau cả đi. Dạ. À, thật ra hôm nay Hường muốn tâm sự với Tùng, cho Tùng biết về Hường một bí mật. Bí mật? Đúng, phải biết được bí mật của người này. Chị Hường có bí mật gì vậy chị Hường? Thật sự là Tùng muốn nghe hả? Dạ muốn chứ. Bí mật của Hường là không uống rượu được. Dễ say lắm. Uống chút là xỉn à. Trời ơi, cái gì mà rảnh dữ vậy trời. Thôi cái đó cũng là một bí mật. Nên là thôi kệ, bữa nay vui uống đi. Tới đâu tới. À, chị Hường à. Ừ. À, thực ra là vậy nè chị Hường. Nhà em thì có con nhỏ. Em mà không về thì tụi nó mới ngủ được. Hay là mình ký hợp đồng nhanh để em còn về lo cho hai đứa con của em nữa. Cũng đã tối rồi chị. Có sao đâu. Thì chút nữa là Hường lái xe đưa Tùng về. Có gì là về chung rồi vô chăm sóc hai đứa nhỏ luôn. Không được. Nhà em người lạ vô không có được đâu chị ơi. Hai đứa nhỏ đáng yêu mà. Dạ đáng yêu nhưng mà nó cũng không thích ngủ với người lạ. Trời ơi, làm như tôi nói thiệt á. Thật ra là Hường nói giỡn thôi. Chứ nghĩ sao mà đàn bà như Hường mà dễ dãi vậy. Nói vậy chứ không lẽ đi về nhà đàn ông lạ vô nhà người ta ở được. Chị nói vậy chứ em chịu dám chị về lắm. Em cũng nói giỡn. Thôi mình uống đi chị. Dạ mình uống đi chị ha. Tùng ơi. Dạ. Trả điện thoại cho Hường. Ủa, chị Hường biết hả? Thấy Tùng lấy rõ ràng. Người phụ nữ này thật là bí ẩn. Uống đi chị. Đúng rồi. Vô. Dạ. Của em nè. Ăn được không vậy chị hai? Dĩ nhiên là được rồi. Chị ăn thử nha. Thấy ghê quá à. Em thiệt là quá đáng chứ. Ghê luôn á. Em quá đáng quá à. Nếu em không ăn thì sao em lại dục chứ. Tại nó thấy ghê mà.
có tin là chị đánh đòn em không? Ký hợp đồng đi chị. Ký chứ, yên tâm đi. Nhưng mà bây giờ Tùng uống với lại Hường cái đi. À, uống hết đi, vô. À, hết đi, hết luôn đi. Dạ 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 dạ, dạ dạ, mình uống hết rồi mình ký chị ha. Hết đi rồi ký chứ, ai mà nói dối chị. Dạ, lớn rồi uy tín. Rót thêm đi. Dạ. Trời ơi, lần đầu tiên uống rượu. Uống hết rồi. Kêu chai mới, nhân viên. Nhân viên ơi, cho một chai nữa đi em. Uống nữa không được đâu chị ơi. Uống hết một chai nữa chắc xỉn sắp mặt luôn á chị ơi. Xỉn xạo xạo, xỉn đâu xỉn. Nãy giờ hả Hường uống không mà xạo xạo. Tùng có uống đâu, thấy không? Rót qua cho Hường nè. Uống luôn nè, uống miếng đây, uống nhâm. Dạ, uống chỗ nào vậy? Uống một chai nữa đi, rồi chút ký. Ê, trời ơi, kêu rượu cái gì tụi nó nghe đây là quen với ông chủ. Dạ coi. Trời, cái gì văn khè vậy? Nhưng con tệ số. Trời ơi, chủ nhân viên đâu rồi, quán xá gì mà để vé số vô đây mời mọc vậy? Chú mua con tệ. Cô đang làm ăn, đăng ký hợp đồng đi đi. Mấy tờ nó mua một con hay cô nói là cô không có mua. Thôi nè, bây giờ tụi nó chưa ra, Tùng mở ra coi còn nhiêu rót nhiêu nha. Cô không có mua, đừng có năn nỉ này. Cho đêm một bàn chân bước. Thôi mua giùm nó đi chứ để nó hát kiểu gì nói. Lang thang trên đường. Để thường. Con ơi, con đừng có làm khổ như vậy. Con mua bao nhiêu cũng được hết. Nhưng mà chút nữa con mua, rồi giờ con đi ra đi. Để con nói chuyện làm ăn chút. Con mua con về sớm cô. Tại vì cô không biết uống rượu nên con không hiểu người đang có uống rượu. Đi đi, chút nữa con mua. Con bỏ mấy tờ nữa cô. Con có mua. Trời ơi, Tùng ơi. Cái này nghe mùi nước mắm nữa nè. Này, mắm rụng phải vô toilet anh. Rửa, phải vô toilet rửa. Xin lỗi nha, xin lỗi nha, dạ, bé này thiệt tình á. Xin lỗi cô. Đợi Hường chút nha. Trời ơi. Xin lỗi cô. Trời đất ơi, Huy, con hay thiệt luôn á. Sao nghĩ ra cái kế sách bán vé số hay vậy? Kế sách gì đâu, con gặp nhỏ bán vé số ngoài cửa, con mua ủng hộ, có 5 tờ à. Ủa, rồi nón lá của ai? Cô lao công, mượn luôn. Hay lắm, hay lắm. Ê. Ngồi xuống ăn miếng đi. Ăn luôn. Đồ ngon không á? Đói bụng sẵn. Ăn đi. Ủa chú. Ủa gì kỳ vậy? Chú kêu con vô giải cứu nha chú. Con vô giải cứu rồi sao chú ngồi đây? Chứ giờ sao? Chạy đi. Trời đất ơi. Trời ơi, bà chưa ký hợp đồng nữa. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Hẹn bà dịp khác đi chứ một hồi bà bắt uống chịu gì nói. Chú gói này đem về được không? Thôi bậy, đi. Là chị đánh đét đó luôn nghe chưa? Chị nhớ chị á. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái gì mà sân với nhà những bãi chiến trường vậy tụi con? Bơ vậy Quýnh cơ. Quýnh làm gì vậy? Đâu có đâu. Nó kêu là nó đói bụng thì con cũng thấy tội nên con vô con nấu cho nó. Ba biết là con nấu cực khổ lắm không? Vậy mà nó ăn xong rồi nó thấy dở quá, nó phun ra rồi nó ném ra kìa ba. Trời ơi, tại sao mà con ném đồ ăn của chị? Tại nó nói dở với bộ. Nín, con cứ mới kêu ra bằng nó vậy hả? Con kêu ra bằng nó là gì của con? Nó là chị của con. Ôi, sao kêu bằng nó? Lộn, chị là gì của con? Là chị của con. Đó, vậy chị là chị của con, sao con dám kêu chị bằng nó? Vậy là con hổn biết chưa? Khoanh ta lại xin lỗi chị liền. Xin lỗi. Con nạt ai vậy? Con xin lỗi gì, con chửi với mặt người ta vậy hả? Xin lỗi là phải có lòng thành, nhìn bác nè. Xin lỗi. Làm theo. Lỗi. Đó. Còn con nữa. Em mình không được gọi quyền gọi nó bằng nó. Con gọi nó bằng nó gọi con lại bằng nó luôn. Hiểu không? Nhớ chưa? Gọi em bằng một tiếng em thân thương coi nào. Em ơi. Gọi coi. Em ơi. Trời ơi, kêu như chửi nó vậy sao được con. Gọi em ơi cũng phải có lòng thành đàng hoàng. Em ơi. 2, 3. Em ơi. Đó. Như vậy mới đúng là chị hai. Còn con nữa. Ba dặn mai mốt không được quyền tự ý vào bếp bật lửa nấu nước, lỡ cháy nguyên cái chung cư ba ở tù chừng nào mới về. Trời đất ơi chú, nói gì vậy? Nói gì nữa, đúng quá rồi. Lỡ cháy chung cư, ba của con là người thương chú đầu tiên đó. Thôi. Bây giờ làm sao? Vô phòng chứ làm sao nữa? Lần sau á, em mà đói bụng á hả, chị không thèm làm cho em nữa đâu. Đừng hòng chị làm cho em. Nè, nghe tôi nói nè. Mai mốt có đói bụng làm ơn gọi điện thoại cho tôi. Con gọi phải có được đâu.
xin lỗi đi. Thì chắc lúc đó là đang bận rộn gì đó. Mà thôi, chị em hòa thuận hai thân vui vầy nào, đi vô phòng. Chánh ra, chánh ra. Mới nói hoành xong rồi bây giờ vậy. Từ từ, từ từ té. Trời đất ơi, mấy cái đứa này. Hai cái đứa từ trên trời rơi xuống, không biết là thiên thần hay là ác quỷ nữa. Chú nói gì kỳ vậy? Nó là con nít mà. Chú muốn dạy cũng phải là từ từ chú dạy, chứ không phải một sớm một chiều là dạy được đâu. Chú nói thiệt, chú không biết là chú chịu đựng được bao nhiêu lâu. Từ lúc có tụi nó xuất hiện trong căn nhà này, cuộc sống của chú đảo lộn lên hết. Con á, con thấy chú bậy á. Chú đi ăn no bụng rồi, trong khi đó tụi nó ở nhà bị chú bỏ đói. Chú có hiểu được cảm giác đói bụng của tụi nó không? Thôi bỏ qua đi, bây giờ cái chính là lo cho tụi nó đi ăn kìa. Ơ, chú đi đâu vậy? Vô thay đồ, dắt tụi nó đi ăn chứ đi đâu. Ơ, chú ơi, con nhận mày. Đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Ác mộng. Đúng là ác mộng. Nghe sếp ơi, cậu có biết họp mấy giờ không mà bây giờ còn ngủ hả? 6 giờ 30 phút nữa cậu không có mặt thì nộp đơn đi, tôi ký. Ủa, cái gì vậy trời? Cái dặn đồng hồ mà. Trời đất ơi, cái đồng hồ của tôi. Trời đất ơi. Bán cái đầu con gà này ba. Lấy cái đầu con gà làm chi? Trời ơi, cái đồng hồ báo thức người ta nhờ con gà nó mới báo thức. Bây giờ con gỡ cái đầu ra làm sao mà nó báo thức được? Ai là người tháo cái đồng hồ của ba ra? Dạ chị hai. Em ơi, em kêu chị tháo mà. Không biết chị hai. Thôi. Trời ơi, tự nhiên tháo cái đồng hồ ra làm chi vậy? Ai mượn? Hả? Nè, lắp vô. Bây giờ phải lắp vô liền. Từ bây giờ tới chiều nha, tôi đi làm về mà tôi thấy không trả lại nguyên hiện trạng thì đừng có trách tôi, nghe chưa? Lắp vô. Tại em á. Không chị ai lắp ơi. Tại em á. Không chị ai lắp. Tại em á. Ôi trời ơi, chắc tôi điên quá trời. Tại em á. Không biết mà chị hai mà. Nè chị hai thử đi. Cậu làm gì vậy? Em vô đây em chào sếp. Vô sao cậu không nói? Cậu biết tôi bị yếu tim không? Cậu muốn tôi chết hả? Cậu muốn tôi chết để cậu tiếp quản cái ghế giám đốc của tôi đúng không? Không có đâu sếp ơi. Tại vì em đã tới trễ cuộc họp mấy lần rồi. Giờ em tới đây em xin lỗi sếp mà. Cậu Tùng à, cậu làm ăn lôi thôi quá. Tháng này cậu làm ăn kiểu gì á? Một tuần á, trễ họp mấy lần cậu biết không? Dạ 3 lần. Cậu giỡn mặt tôi hả? Cậu làm ăn kiểu gì? Mới sáng sớm bà Hường mới gọi cho tôi đoàn quỹ đặt cọc mấy lô đất kìa, lo mà giải quyết á. Em sẽ cố gắng giải quyết. Anh Tùng, nghe điện thoại đi. Không, đang họp với sếp, em quyết định không nghe. Nghe điện thoại đi. Dạ thôi sếp cứ rầy em không nghe điện thoại nữa đâu. Lỡ bà Hường rồi sao? Nghe đi. Dạ càng không nghe chứ. Cậu thẳng mặt rồi. Nghe điện thoại. Cái gì? Hả? Xỉu nữa hả? Trời đất ơi. Thôi bình tĩnh, bình tĩnh con, bình tĩnh. Ba về liền. Sếp thông cảm cho em, cháu em ở nhà nó bị xỉu, phải chạy về nhà em lo cho nó gấp. Con ơi con, đừng khóc. Ba về liền. Vậy nha con. Tốt lắm.
cái chuyện lô đất của chúng ta. Alo Vi hả Vi? Có gì không chú? Cũng không có gì căng thẳng lắm. Nhưng mà con rảnh không? Con làm ơn con chạy qua nhà chú giùm cái. Mình nó bị xỉu với An mới gọi điện thoại báo cho chú nè. Trời đất ơi! Chú bị sao không vậy? Ngất xỉu mà chứ kêu không có gì hả? Chú vô tâm quá vậy? Thôi mà đừng càm ràm chú nữa, làm ơn chạy qua nhà coi gấp giùm chú đi nha. Chú đang trên đường chạy về nha con. Nha nha. Nói xin em phải chạy về nhà gấp. Chạy xin. Trời ơi! Cái gì vậy cậu Tùng? Làm ăn kiểu này chết rồi. Chú thiệt tình luôn á. Có bận cách mấy cũng phải cho mấy đứa nhỏ ăn chứ. Người lớn mình 10 giờ sáng không ăn sáng là đã thấy hạ đường huyết rồi. Huống hồ gì mấy đứa nhỏ. Biết rồi. Bận công chuyện mới quên mất tiêu luôn à. Con xin lỗi nha tụi con. Chị Vy, không phải ba quên đâu chị Vy. Tối hôm qua ba còn tính không cho tiệm ăn tối luôn á. Cái gì? Quầy. Cái chuyện không cho ăn tối là tại vì hai đứa quậy quá, hai đứa hư quá, ba phạt tụi con. Nhưng mà cuối cùng ba có cho tụi con ăn không? Hả? Thôi đi chú, lúc nào chú cũng lý do này kia trơn á. Chú mà làm vậy nữa, chú đừng giờ mặt con nha. Thôi biết rồi. Xin lỗi nha. Ba xin lỗi nha. Từ nay về sau cho dù ba có bị hai đứa con hành hạ, hai đứa con không ngoan đi nữa thì ba cũng phải lo lắng cho tụi con chuyện ăn uống, được chưa? Ba hứa rồi nha, quân tử nhất ngôn. Cái chuyện đó là chuyện của ba hứa, nhưng mà tụi con phải hứa ngược lại với ba một điều. Biết điều gì không? Dạ không. Là phải ngoan và phải biết giữ gìn vệ sinh thật tốt để cho cái nhà mình lúc nào cũng sạch sẽ, hứa không? Dạ. Nếu mà ba không quên tụi con thì tụi con cũng sẽ không quên lời hứa với ba đâu. Ba xin lỗi. Ba hứa từ nay về sau ba sẽ chăm sóc tụi con tốt hơn. Yeah! Ba nhanh lên, con nói mà. Từ từ, cũng tới mà. Ui, rồi, từ từ. Em ơi, anh gọi món. Nè, muốn kêu gì kêu. Em qua đây nè em. Rồi đó nè, có menu đi. Chị Hai ơi. Hả? Nhìn chú với là chú mèo tôm gì á. Trời ơi, sao nói chuyện với người lớn vậy tụi con. Em ơi, nó không có cố ý. Nó nít nó. Đừng giận nó nghe cưng. Không có nói với chú vậy nghe. Dạ. Để ba gọi món cho. Chú cho con mượn cái nồi đi ơi. Thôi. Nó nít nó hiếu động lắm. Gấp nó hiếu động. Rồi, để ba gọi món cho. Ở đây nha. Alo. Cho con mượn cái nồi tí đi chú. Chú không được đụng đến em của con. Rồi. Trời ơi, sao muốn tôi vậy? Hả? Tại sao hai đứa lại quýnh lộn như vậy? Hả? Hai đứa tụi con thiệt là quá đáng. Hôm qua thì quậy tùm lum ở nhà, hôm nay ra ngoài đường quýnh lộn là sao? Tại vì con thấy con đúng mà. Tại chứ đã ăn hiếp em con. Còn trả treo nữa hả? Phạt không cho đụng vô đồ ăn luôn. Ba. Ba bốn gì ở đây? Trời ơi, nhìn con người ta kìa. Thiệt á. Con hành hạ người ta như vậy. Tụi con ra tay tàn độc như vậy đó. Em trai, ngồi đây dùng bữa chung với gia đình anh nha. Dạ không được anh, chung giờ làm việc em không được ăn. Thấy chưa? Quýnh người ta bỏ ăn luôn. Mẹ cực. Nhìn cái gì? Người ta lớn mà người ta hiền. Hai đứa con hung dữ quá. Đi tới đâu quýnh lộn tới đó. Tại sao vậy hả? Biết mình sai chưa? Dạ, con xin lỗi ba. Xin lỗi ba. Ê, ai đụng rủi vô vậy? Tôi cho phép ăn chưa? Hả?
Từ nay về sau còn quýnh lộn nữa không? Không có miệng hả? Dạ không. Quýnh lộn nãy giờ mệt chưa? Dạ mệt. Đói chưa? Dạ đói. Kệ mấy người chứ. Rồi. Biết ngoài đường mà sao không? Đã lớn cho người ta nhìn vô, người ta tưởng tôi bảo hành trẻ em nữa hả? Sao không ăn đi? Ôi trời ơi, trời trời. Thôi. Khoan. Chị em ăn với nhau không mà cũng dành là sao? Từ từ thôi, ăn có hết đâu. Ăn ngon không? Dạ ngon. Ừ. Tôn. Chào mấy con. Dạ, con chào bà. Con chào bà. Ngồi xuống. Đi đâu vậy? Dạ. Dạ thôi, con đang ăn mà. Tụi nhỏ nó đang ăn mà, đi đâu? Tôi quen chủ quán ở đây á, tôi không có cho về đâu. Vô đi ngồi đi. Không ngồi tôi kêu bảo vệ giờ á. Cô ngồi ở đây với con cô. Qua đây ngồi. Thôi mà. Bảo vệ. Ôi, tôi qua nè. Thường ơi. Nhìn phải dễ thương không? Chào đi con. Dạ, con chào bà. Con chào bà. Dì thôi. Dạ, con chào dì. Con chào dì. Mấy đứa cưng quá à. Dạ, dạ. Dễ thương quá. Tụi con ăn nãy giờ ăn gì vậy? Dạ. Sao mà đơn sơ quá vậy nè? Với cha con tôi vậy là ngon rồi. Đủ rồi à. Phải kêu cái gì cao lương mỹ vị chứ. Tụi con có thích ăn món này không? Dạ. Con tôi bán tôi luôn rồi. Đó, nó không có thích mà bắt nó ăn sao được. Nó nghe nè, giờ mấy đứa thích ăn cái gì con? Dạ, con thích ăn mấy cái con mà đang bơi á. Ôi chuyện nhỏ. Bây giờ hai con hết thích ăn món nào ra ngoài chọn đi. Rồi cái gì kêu bếp làm liền nha. Yeah. Ngã bằng gì? Giá như cái má bên đây cũng được hôn. Chút nữa tôi kêu nó chạy qua nó hôn bên này. Hai đứa nhỏ nó dễ thương đáng yêu quá à. Nó giống y chang ba nó vậy đó. Sao Tùng ăn tiếp tục đi. Dạ, em no lắm rồi chị. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi. Để từng ngày tiếng ngạ ơi, bên nhau sớm hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Hãy ở bên cha dù thời gian qua, chứ hay trách con, chứ hay mắng la. Để rồi khi ta chung một nhà, hiểu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười hà ha. Hãy ở bên cha đừng vội rời xa, cho con chúng ta không bao bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi chờ che, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng.